Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy ôn hàng toán lớp 3 dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài dạng 5, bài tập về các đơn vị đo đo lường. Bài số 1, điền số tập hợp vào chỗ trống 1 km. Và giờ sẵn đây thì thầy sẽ ghi lại cái dãy đơn vị đo, chúng ta ôn lại tí xíu. Thứ nhất là km, hectomet, decamet, mét, decimet, centimet và cuối cùng là milimet. Thì trong này thì chúng ta sẽ có là km, km là đơn vị lớn nhất, mét là đơn vị ở giữa, mm là đơn vị nhỏ nhất. Mét thì nó sẽ lớn hơn ba đơn vị, nó sẽ nhỏ hơn ba đơn vị này. Hai đơn vị đứng liền kề nhau là hơn kém nhau 10 lần. Như vậy là 1 km đổi ra hectomet là đây, như vậy là bằng 10. 1 hectomet đổi ra decamet, như vậy là 10. 1 km mà đổi ra là decamet, như vậy là cách nhau là 100. 1 hectomet chúng ta đổi ra mét là cách nhau là 100. 1 km chúng ta đổi ra mét, km và đổi ra mét là 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0 và 1 số 1 là 1.000. 1 decamet mà chúng ta đổi ra mét là bằng 10. Chúng ta qua bài số 2. 5 km đổi ra mét là bằng 5.000 mét. 6 mét mà đổi ra decimet, mét đây đổi decimet là bằng 60. 20 cm đổi ra milimet, 1 cm là bằng 10, mà 20 là ta lấy 20 ta nhân 10 là bằng 200. 3 mét mà chúng ta đổi ra centimet, 1 mét là bằng 100, 100 ta nhân 3 là bằng 300. 4 cm mà ta đổi ra milimet, 1 cm bằng 10, 10 nhân 4 là bằng 40. Decimet mà qua milimet, decimet 1 là 1 decimet đổi qua đây là 100, 100 ta mà nhân 2 là bằng 200. Bài số 3, điền số tích hợp vào chỗ trống. Hectomet giữ nguyên. 8 km này chúng ta đổi ra hectomet là được là 80. 80 ta cộng với 6 là bằng 80. 16 hectomet. Bài B. 25 decamet, decamet giữ nguyên. Km này chúng ta sẽ đổi ra decamet là bằng 500. 500 ta cộng với 25 là bằng 525. Mét giữ nguyên. 7 hectomet mà chúng ta sẽ đổi ra mét là bằng 700. 700 ta cộng với 8 là bằng 708. Decamet giữ nguyên, hectomet ta đổi ra được là 160, 160 ta cộng với 9 là bằng 160, 19. Cái này chúng ta là có 3 đơn vị khác nhau. Như vậy km, 3 km ta đổi ra mét là bằng 3.000. 3.000 mét. Ta cộng với cái này hectomet mà đổi ra mét là bằng, cộng với lại là bằng 700. Và hai con số này cộng lại là bằng 3.700. Tầm mét. Cái này cũng tương tự vậy. 5 km là chúng ta sẽ đổi ra được 5.000. Này là decamet là cộng được là 30. Cái này đổi ra mét là 30. Hai này cộng lại là 5.030. Nó qua bài số 4, điền số tích hợp vào chỗ trống.
Đây decimate, cái này là mét. Mét chúng ta đổi là decimate là bằng 150. 50 50 ta cộng với 4 là bằng 150. 14. 4 decimate, cái này cm chữ nguyên, 4 decimate đổi ra cm là bằng 40. 40 ta cộng với 5 là bằng 40. 15. Bài này decimate à, giữ nguyên. 5 mét này chúng ta đổi ra được là 50. 50. 50 ta cộng với 30 là bằng 80. Bài này cm giữ nguyên. Mét mà chúng ta đổi ra cm là bằng 800. 800 ta cộng với 15 là bằng 815. Bài này mili giữ nguyên. À cái này deci thì deci mà chúng ta đổi ra là ta nhân cho trăm, vậy là 20 ta nhân cho trăm là thêm 2 chữ giúp 0. Và cộng với 5 là 2005. 30 cm này giữ nguyên. Cái này mét chúng ta đổi ra cm là bằng 700. Deci mà chúng ta sẽ đổi ra cm là chúng ta sẽ cộng cho 50. 50 và ta cộng với 30 này nữa. Nè. Và 2 này là bằng 80 thì là 780 cm. Bài này. Bài số 5, điền số thích hợp vào chỗ trống. Một ngày là có 24 giờ. Một tuần là có 7 ngày. Chúng ta qua trang tiếp theo. Ba tháng là có bao nhiêu ngày? Một tháng. Tháng 3 chứ không phải là 3 tháng. Tháng 3 là có bao nhiêu ngày? Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem. À, tháng 3. Đây là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đó. Và cái bài dưới này nữa là tháng 4. À, nhô lên là 31 ngày tháng 1. Tháng 2 là đặc biệt là có 28 hoặc 29. Tháng 3 nhô lên là 31. Tháng 4 sổng xuống là 30. Đó. Đó. Như vậy là người ta họ nói là tháng 3 là có là bao nhiêu ngày? Như vậy là nhô lên là có 31 ngày. Đó, 31 ngày. Rồi sẵn đây chỗ này tháng 4. Đây, tháng 4 đây. Sổng xuống là 30 ngày. 2 giờ có bao nhiêu phút? 1 giờ là có 60 phút. Như vậy ta lấy 2 ta nhân cho 60 là bằng là 120 phút. 3 phút là bao nhiêu giây? 1 phút là 60 giây, ta lấy 3 ta nhân cho 60 là bằng 180 giây. Bài số 6, điền số thích hợp vào chỗ trống. 2 ngày 4 giờ là có bao nhiêu giờ? 1 ngày là có 24 giờ. À, 24 giờ. 24 giờ mà 2 ngày, ta lấy 24 ta nhân cho 2 ngày. Vậy là bằng 48. 48 giờ. 48 giờ ta cộng với 4 giờ này nữa là bằng là 52 giờ. 2 tuần 5 ngày thì có bao nhiêu ngày? À, 1 tuần là có 7 ngày. À, 1 tuần có 7 ngày mà 2 tuần ta nhân cho 7 là bằng 14 ngày. 14 ngày ta cộng với 5 ngày nữa là 19 ngày. 3 phút 34 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút là có 60 giây. 60 nhân cho 3 là bằng 180. 180 ta cộng với lại 34 này nữa. 41 214 giây. 2 giờ. 1 giờ là có 60 phút. Như là 60 ta nhân cho 2 bằng 120 phút. 120 phút ta cộng với là 42 này nữa. Như vậy là 162 12 phút. 3 tuần 6 ngày.
bao nhiêu ngày. Vậy là một tuần là có 7 ngày. Được. Một tuần là có 7 ngày, vậy ta lấy 3 ra nhân cho 7 là bằng 21 ngày. 21 ngày ta cộng với 6 ngày nữa là 27 ngày. 4 ngày 2 giờ. Bao nhiêu giờ? 4 ngày là 1 ngày là có 24 giờ. Ta nhân cho 4 ngày. 16 với 6 ta nhân 1, 8, 96 giờ. 96 giờ ta cộng với lại là 2 giờ nữa là 98 giờ. Nó qua bài số 7. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 8 km 60 dm bằng bao nhiêu? Dm và dm chúng ta giữ nguyên. 8 km chúng ta sẽ đổi ra được là 800. 800 dm ta cộng với 60 bằng là 860 dm. Bài này mấy? Rồi dh to mấy? Rồi nào là dk mấy? Như vậy là 80 ta đổi ra dk mấy, như vậy là bằng là 8 8 dk mấy. Còn h to mấy này chúng ta sẽ đổi ra là dk mấy là 170. Rồi hai này cộng lại vậy là 178. Bài này 60 mm ta đổi ra cm là bằng 6. 9 mét mà chúng ta sẽ đổi ra cm là bằng 900. 900 ta cộng với 6 là bằng 906 cm. Cái này cũng vậy, cm ta đổi ra dm là bằng 9. Còn này là dm chúng ta giữ nguyên, chúng ta không có đổi. 12 mà ta cộng với 9 là bằng 20. 11. Câu A. Decimate chúng ta đổi ra mét là được 8. Hectomet mà chúng ta đổi ra là mét là bằng là 800. 800 ta cộng với 8 này là bằng 800 là 8. Đây là cm ta đổi ra mm, là từ lớn đổi ra nhỏ là bằng 200. Mét mà chúng ta đổi ra mm là 163 số 0. Rồi này cộng lại như là bằng 16200. Nó qua bài số 8. Tính 8 km mà ta cộng với 22 km, 8 cộng 2 bằng 10, như vậy là bằng 30 km. Câu B. Hai cái đơn vị này giống nhau thì chúng ta có việc lấy này trừ như này. Rồi. 6 trừ 6 bằng 0. 7 trừ 6 là còn lại là 7 là trừ 1 là còn 6. 260 dk mấy. Năm mươi hai mà ta cộng với 37, 9, 89 dk mấy. Hai này trừ nhau. Rồi là 6 ta trừ cho 2 là còn lại là 4. 4 trừ 2 là còn 2. 2 cm. Này trừ nhau. 2 8 ta trừ cho 9 không được, ta lấy 10. Không, 3 ta trừ cho 9 không được, ta lấy 10. 13 ta trừ cho 9 còn 4. 4 ta trả 1. 18 ta trừ cho 9 còn lại 18 mà ta trừ cho 9 là còn 9. 9 ta trả 1. 12 mà ta trừ cho 3 là còn là 9 mấy. Rồi, half to make cộng với half to make. Như vậy là được là 10 không nhớ 1 7 8 half to make. Chúng ta qua bài số 9. Đây là cm vuông, cm vuông. Thì hai này chúng ta cộng lại với nhau thôi. 8 10 không nhớ 1 2 là 9
này là 3, này là 8, đơn vị là cm vuông. Rồi hai này chúng ta trừ nhau, 0, 7 ta trừ cho 5 còn 2, 8 trừ 3 là còn 5, 9 cm vuông. Rồi hai này chúng ta cộng nhau, 7 cộng 6 13, với 3 ta nhân 1 3, 7 3 3, đơn vị là gam. Rồi hai này trừ nhau, 9 mà ta trừ 3 là còn 6, 3 ta trừ cho 2 là còn 1, 7 5 gam. Rồi hai này chúng ta cộng lại với nhau, như là bằng 8, 1, 1, 6, 1 lít. Rồi hai này trừ nhau, đây là bằng 2, 3, 4, 1, 4, đơn vị là lít. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 10. Điền số tích hợp vào chỗ trống 3 km nhân 5 là bằng 15 km. À, cái chỗ này thì chúng ta lại đơn vị khác nhỉ, hát tu mấy, đây là đề đề ca mấy. 2 hát tu mấy chúng ta sẽ đổi ra được là 20. 20 ta nhân cho 6 là bằng 120 đề ca mấy. Đây là decimate và đây là milimate, thì chúng ta đã đổi cái này làm ra milimate. 1 2 0 0. À, đây là milimate. Ta nhân cho 4 như là 4 8 0 0 milimate. Cái này cm vuông, này cm vuông. 12 thêm căn cho 5, 2 5 10 không nhớ 1, 60 cm vuông. Câu A. Cái này chúng ta chia cho 2, 17 mà ta chia 2 là được là 8. 8 2 16, 1 8 18. Này, 37 21 với 1 ta nhớ 2, 6 8 4 5, đơn vị là lít. Bài số 11, điền số tích hợp vào chỗ trống. Đây là hát tu mấy, mà chỗ này người ta họ cho là km. À, như vậy chúng ta sẽ đổi ra hát tu mấy là bằng 60. 60 ta nhân cho 4 là bằng 240 hát tu mấy. Đây là decimate, còn này là mấy, vậy là nó thành là 130. 130 ta nhân cho 5, 0, 5, 3, 15 với 5 ta nhớ 1, 5 1 5 là 6 cm. Cái này là decimate, ta đổi cái này ra là bằng 150. 150 là nhân cho 3, 0 5 3 15 với 5 nhân 1, 450 cm. Rồi cái này chúng ta nhân nhau, tại vì cm vuông với cm vuông giống nhau rồi. 6 x 2 là 12, với 2 là nhân 1. 6 x 4 24, với 1 là 25, với 5 là nhân 2. 6 1 6 2 là 8. Bài này, cái này chúng ta sẽ chia 18 là chia 2 là được 9. À, 4. Cái này chúng ta sẽ nhân cho 3, 6, 0, 36, 18. Nó qua bài số 12. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng thích hợp vào ô trống. Bên này chúng ta có gì đây? 3 mấy
Đây là 50 cm, còn là 45 cm, được không? Vậy là 3 mét với 3 mét là bằng nhau. Con này là 50 cm, con này có 45 cm, như vậy là bên này sẽ lớn hơn. Cái này là cm, con này là chúng ta sẽ đổi ra 2 mét, chúng ta đổi ra cm là bằng 200. 200 ta cộng với là 40 là bằng 240. Ta cộng 40 này nữa này. Vậy là 240 bên này, 240 bằng nhau. Cm chúng ta giữ nguyên, còn mét này chúng ta sẽ đổi ra cm là bằng 100. 100 ta cộng với 10 là bằng 110. Còn bên này là 101. 110 lớn hơn. Bài này nó lại đơn vị nó tùm lum. Rồi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đổi ra đơn vị mét hết. Cái này chúng ta sẽ đổi ra được là 5, 5 đổi ra mét là được 500. 500 ta cộng với 400. Vậy là bằng 900 mét. Rồi bên này chúng ta sẽ đổi ra là được là km, ta đổi ra mét là được là 5.000. 5.000. 5.000 ta cộng với chỗ này là 400 nữa. Này ta đổi ra mét là bằng 400 nè. Như vậy tổng cái này là bằng 5.400. Nói đơn vị là bây giờ là mét. Con này là cộng lại có 900 à. Có 900 mà đây nó tới 5.000, bên này lớn hơn. Rồi cái này là cái này chúng ta đổi ra là không để im luôn. À, cái này chúng ta sẽ đổi ra là mm. Đổi ra mm là bằng 1800 mm. Còn bên này mm chúng ta giữ nguyên, còn 17 này chúng ta sẽ đổi ra mm là 1700. Ta cộng với 8 này là bằng 1708. Còn rằng là 1800 hay là 1700. Cái bên này lớn hơn. Mét mét giữ nguyên, cộng này là hát tu mét, chúng ta sẽ đổi ra được là 500. 500 ta cộng với 2. Vậy là bằng 500 lại 2. Bên này 600. Vậy là 600 lớn hơn. Chúng ta qua bài số 13. Viết tiếp vào chỗ chấm thêm mẫu. 1/8 của 96 mét là bằng, ta lấy 96 ta chia 8 là bằng 12 mét. Cái này 1/4 của 160, 4 như vậy là 164, ta chia cho 4 bằng 41 kg. Bài này 1/2 của 720 dm, như vậy ta lấy 720 ta chia cho 2 bằng 3 1 12 6 0, đơn vị là dm. Cái này ta lấy 375 ta chia cho 5 bằng 75 hectomet. Bài này 1/3 ngày là bao nhiêu? 1/3 ngày thì được bao nhiêu giờ? Vậy là một ngày là có 24 giờ. 24 giờ mà chúng ta chia 3, vậy chúng ta sẽ được 8 giờ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.